Mến chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay xin mời các bạn xem cập nhật cuối tháng 1 năm 2024 gói thầu xây lắp 7 của dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Hình ảnh các bạn đang xem xuất phát từ hướng cầu Chợ Cầu về cầu Tham Lương. Gói thầu 7 đi qua các quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 2.850m với giá dự toán 557,834 tỷ đồng. Hiện tại gói thầu này cơ bản đã hoàn thành việc ép cọc, nâng tổng số 2 trên 10 gói thầu thực hiện xong công việc này là gói thầu số 8 và số 7. Dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045. Dự án có chiều dài toàn tuyến 31,46 km đi qua địa bàn 7 quận huyện với tổng mức đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành, hình thành cơ bản tuyến đường dọc kênh. Tháng 2 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công giai đoạn 2 dự án. Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ về đích vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Bây giờ, xin mời các bạn xem flycam toàn tuyến của gói thầu này.
cảm ơn bạn đã xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này.